Xin chào các bạn nha. Bây giờ cô đang chuẩn bị ra rước vợ. Ok, bây giờ các bạn đi theo cô ra lấy vợ nha. Lấy xe nha. Đây, ten. Thấy chưa? Ok. Đây là em vợ mới của con nha. Chevrolet Trailblazer. Đây, đây là vợ bé. Bên nước chân yếu tay mềm thì đã làm sao? Hay miệng đời này toàn đầy dao nhưng chị vẫn đứng ở ngay trên cao. Những vết dao vẫn còn trên vai và những nỗi đau vẫn chưa hề phai. Khi cuộc chơi này chưa kết thúc thì những thị phi vẫn còn bao vây. Thâm tâm mỗi muốn dần một chút nhưng đời bắt vậy phải làm sao đây? Nếu vị trí đó có người thay thì chắc lúc đó cao chạy xa bay. Không có lá gan đủ lớn làm sao liều lái con thuyền ra khơi. Thâm tâm mũi nửa chung hào kỳ vang danh một thời chứ đâu vẫn chơi. Khi họ dồn tao vào đường cùng thì cây dao cùng vẫn lấy được tiếc. Nếu mà ta không lấy được tiếc thì người lấy tiếc ngược lại là nó. Nên cuộc đời nó cũng hên xui tới lúc 90 nó dồn trái. Đừng có cười những người đang ngã tới lúc mình ngã chẳng lẽ họ khóc. Chết vẫn hiên ngàn sóng gió cuộc đời, nỗi thân ta lớn khôn đắm chém tới bời, anh em không bỏ rơi nhau. Xin chào các bạn nha, hiện tại bây giờ thì Tô đang lái trên chiếc con xe của Tô mới mua là xe Trailblazer của hãng Chevrolet. Thì nhiều bạn khuyên là tại sao không mua Santa Fe, không mua cái thằng gì của Mitsubishi á, Orlando gì đó. Nhưng mà tại vì mình rất là thích cái dòng xe của Mỹ, tại vì nó rất là cứng cáp. Và ngày hôm nay hồi trước thì các bạn cũng coi những cái phim của tôi thì cũng đã biết là tôi chạy chiếc Spark màu trắng 4 chỗ thì nó nhỏ lắm. Thì bây giờ mình nâng cấp lên được cái chiếc 7 chỗ này chạy thì nó rất là đã, rất là cứng cáp. Và chắc chắn là cái xe này sẽ xuất hiện trong giang hồ Chợ Mới chương 2. Các bạn chờ đón xem nha. Ok, tạm biệt các bạn trong clip này và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Cảm ơn, bye bye.